cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Misa lại vào bếp để làm món bánh bí ngô đỏ phiên bản bánh sinh nhật. Thì để làm được món bánh bí ngô đỏ này thì chúng ta cũng có các nguyên liệu như sau: 300g bí ngô là bí đỏ đó ạ, 350g sữa tươi và nước cốt dừa, nước cốt dừa 250g, 100g ml sữa tươi. Bột năng 100g đường, 10g bột gạo cho thành phần của bí ngô, của bí đỏ. Đây là của bí đỏ. Một xíu muối. Và thành phần nguyên liệu tiếp theo của màu trắng, chúng ta có 250g hoặc là 250ml nước cốt dừa, 100ml sữa tươi, 120g bột năng, 30g bột gạo và 100g đường, một xíu muối. Trước khi vào bếp làm món bánh bí ngô, bí đỏ phiên bản bánh sinh nhật, Misa xin quý cô chú anh chị và các bạn yêu quý kênh hãy cho Misa một like, một share, một đăng ký kênh, một comment để xây dựng kênh được tốt hơn. Misa xin cảm ơn quý cô chú anh chị. Bây giờ chúng ta tiến hành quậy bột nha. Bên quý cô chú anh chị và các bạn, tiên chúng ta quậy thành phần của bí đỏ trước. Thì ở đây Misa cũng đã xay sơ rồi. Bây giờ Misa bỏ sữa tươi này, bỏ vào chung vào đây và Misa xay. Bột bí đỏ và lượt luôn cả bột phần bột màu trắng này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ để bột ở đây cho nó nghỉ khoảng 15 phút. Và sau đó chúng ta sẽ đi hấp bánh theo với cô chú anh chị và các bạn. Trong khoảng 15 phút là để cho bột nó nở ra.
Và đây là phiên bản bí ngô bánh sinh nhật. Quý cô chú anh chị và các bạn, Misa làm đã thành phẩm. Chúng ta cũng có thể làm cho các bé làm bánh sinh nhật cũng được. Ở trên chúng ta có thể trang trí bằng trái cây á, hoặc là bánh đường quy, bánh Oreo hoặc là bánh bánh quy kem thôi, hoặc là trái cây, trái dâu, hoặc là trái trái anh đào. Kiwi. Nhưng mà theo Misa thì cái này nó hương vị là bí ngô thì chúng ta chỉ trang trí cho đẹp thôi, hoặc hoa quả cho đẹp thôi. Ngon lắm. Ngon lắm quý cô chú anh chị và các bạn. Lên nhìn như ổ bánh sinh nhật vậy, có nghe bánh mà cao cao vậy đó. Chúng ta biến tấu thôi. Tại vì cái clip trước thì Lisa chia sẻ là bánh ăn vặt, thì chúng ta đổi vô trong mấy cái khu nhỏ giống như bánh bò xốp. Thì bây giờ đổi thành cái khuôn lớn đó, cái khuôn bánh sinh nhật á, thì chúng ta làm bánh sinh nhật cũng được. Đổi món cho ngon, ăn nó béo mà nó thơm, mà bí đỏ chưa từng thấy luôn, thơm lắm, nó ngọt ngọt, nó mát mát nữa. Rồi, Lisa chúc quý cô chú anh chị và các bạn mình làm thành công món bí đỏ hấp kiểu bánh sinh nhật này nha. Lisa chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thành công, hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Lisa xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị và các bạn và hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye.